Cách hạn chế sóng Wi-Fi ảnh hưởng đến trẻ em. Hoán đổi Wi-Fi không dây thành có dây giữ khoảng cách và tắt các thiết bị vào ban đêm có thể giúp giảm tác động của sóng Wi-Fi đến sức khỏe của trẻ em. Sóng Wi-Fi rất phổ biến với đa dạng thiết bị điện tử cần sử dụng đến nó, từ đồng hồ thông minh đến điện thoại, máy vi tính, máy tính bảng. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Minh Đức, trưởng khoa Nội thần kinh Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện chưa thể khẳng định tính xác thực hay mức độ tác động của sóng Wi-Fi đến sức khỏe của con người, trong đó có trẻ em. Tuy vậy, phụ huynh nên hạn chế cho trẻ tiếp xúc với sóng Wi-Fi, góp phần bảo vệ sức khỏe của con. Trẻ ít sử dụng các thiết bị điện tử còn giúp giảm nguy cơ béo phì, căng thẳng, rối loạn lo âu. Bác sĩ Minh Đức gợi ý một số cách có thể giúp hạn chế trẻ tiếp xúc với sóng Wi-Fi mà phụ huynh có thể tham khảo dưới đây. Giới hạn thời gian trẻ sử dụng thiết bị điện tử, gia đình nên dành thời gian chơi với trẻ ngoài trời nhiều hơn. Giữ khoảng cách phù hợp, bạn đặt thiết bị phát Wi-Fi ở nơi biệt lập phù hợp, ở những nơi cao hoặc xa cách nơi sinh hoạt của gia đình ít nhất một khoảng sân để giảm thiểu sự tiếp xúc của con với vùng tín hiệu mạnh nhất. Chuyển sang chế độ trên máy bay, trước khi đưa điện thoại cho con chơi, phụ huynh nên kích hoạt chế độ máy bay để thiết bị không được kết nối với Internet. Nếu trẻ muốn xem video, bạn có thể tải video đó về thiết bị của điện thoại hoặc iPad trước, rồi chọn chế độ máy bay và cho con xem. Hoán đổi không dây thành có dây. Nếu có thể, cha mẹ nên sử dụng Internet bằng các thiết bị kết nối thông qua dây cáp, nhất là khi có trẻ bên cạnh. Các phụ kiện không dây cho máy tính như bàn phím, con chuột, máy in, máy quét cũng có thể phát ra bức xạ. Vì vậy, bạn hãy cân nhắc thay thế khi cần. Tắt các thiết bị khi ngủ, Wi-Fi và kết nối Internet của các thiết bị di động nên được tắt trước khi đi ngủ hoặc khi không sử dụng. Ngoài ra, cha mẹ cũng nên chú ý cho trẻ ăn uống đầy đủ và cân đối 4 nhóm chất dinh dưỡng gồm chất đạm, tinh bột béo và các vitamin khoáng chất giúp trẻ khỏe mạnh, tăng sức đề kháng. Bác sĩ Minh Đức cho biết mặc dù chưa có một kết luận thống nhất, nhưng trước đây từng có một số nghiên cứu cho thấy là sóng Wi-Fi có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe của con người. Theo Viện Ung thư Quốc gia Canada, những làn sóng vô hình của bức xạ điện từ có thể gây ra ung thư và trẻ em là đối tượng có thể gặp rủi ro cao nhất. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.